Chiều ngày 23 tháng 4, phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chuyển qua phần xét hỏi. Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Trần Quý Thanh chấp nhận kết luận của cáo trạng, nhưng theo bị cáo có một số nội dung cần được làm rõ thêm. Trước tòa, bị cáo Trần Quý Thanh khẳng định các giao dịch là mua bán chứ không phải cho vay, song bị cáo Trần Quý Thanh lại đồng ý với nội dung cáo trạng nêu và nói sẽ chấp nhận với mọi phán quyết của tòa. Trả lời hội đồng xét xử về các quan hệ giao dịch với bị hại Lâm Sơn Hoàng, bị cáo Thanh cho biết, người này thông qua môi giới mang 4 giấy tờ 4 thửa đất đến, đặt vấn đề vay tiền. Bị cáo Thanh nói mình không cho vay, nếu Hoàng muốn vay thì ra ngân hàng vay với lãi suất thấp, không có phí môi giới, còn ông chỉ mua bán chứ không cho vay. Trình bày thêm về vấn đề này, bị cáo Thanh lập lại chỉ mua bán chứ không cho vay và cam kết sẵn sàng bán lại nếu ông Hoàng có nhu cầu mua lại. Ông Hoàng có quyền đặt cọc nếu không thì khi nào mua sẽ phải thương lượng lại giá. Sau đó, bốn thửa đất của ông Hoàng đã được chuyển nhượng cho bà Trần Uyên Phương đứng tên. Thỏa thuận vay 115 tỷ đồng nhưng ông Hoàng chỉ nhận được 103 tỷ đồng, đã trừ lãi trả trước 3 tháng và thuế phí và gồm cả thuế trước bạ mà bà Phương là người phải đóng. Tại tòa, ông Hoàng đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa hai bên. Trình bày trước hội đồng xét xử, các bị hại Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung thông qua môi giới là Nguyễn Đoàn Minh Hoàng, Nguyễn Phi Long để vay tiền bị cáo Trần Quý Thanh. Các bị hại cho rằng do tin tưởng vào uy tín, năng lực tài chính của cá nhân và doanh nghiệp bị cáo Trần Quý Thanh nên đã đồng ý vay tiền với lãi suất 3% trên tháng, chiêu phí môi giới 2%, tổng số tiền vay và phải ký chuyển nhượng bất động sản cho Trần Uyên Phương, con gái ông Thanh. Tuy nhiên tại tòa Người môi giới Nguyễn Đoàn Minh Hoàng khai rằng bản thân là môi giới mua bán bất động sản chứ không phải môi giới cho bị hại vay tiền. Bà Hoàng khẳng định chỉ giới thiệu, đưa ông Đông gặp ông Trần Quý Thanh với phí môi giới là 2,5 tỷ đồng, chứ không thỏa thuận hay tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa ông Đông và ông Thanh. Trước cách trả lời hơi lòng vòng của bị cáo Trần Quý Thanh, hội đồng xét xử nhắc nhở và cho biết sẽ xem xét thái độ của bị cáo đến đâu để cân nhắc mức án phù hợp. Bị cáo Trần Quý Thanh cho biết, lúc thực hiện giao dịch với các bị hại bị cáo nhận thức không đúng về việc cho vay nhưng sau khi được viện kiểm sát giải thích tôi nhận ra hành vi của mình là chưa đúng bị cáo thanh nói khi chủ tọa giải thích hành vi của bị cáo thanh ban đầu là giao dịch cho vay chưa cấu thành tội mà chỉ là quan hệ giao dịch dân sự tới giai đoạn cuối khi bị cáo tuyên bố ông hoàng mất quyền đối với tài sản thì mới phạm tội lúc này bị cáo mới cho rằng mình không chối tội và chấp nhận mọi phán quyết của tòa tiếp tục xác hỏi đối với bị cáo Trần Uyên Phương cho rằng ý thức giao dịch là mua bán. Khai trước tòa, bị cáo Trần Uyên Phương thừa nhận cáo trạng truy tố. Đối với giao dịch của ông Lâm Sơn Hoàng, bị cáo Phương cho biết không tham gia bàn bạc, chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn mình có nhu cầu mua nên ký hợp đồng. Bị cáo Phương cũng cho biết đồng ý với yêu cầu của phía bị hại là muốn trả lại số tiền 115 tỷ đồng đã vay và nhận lại giấy tờ bốn thửa đất. Cáo trạng nêu bị cáo Trần Quý Thanh cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng, dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng. Theo đó, khi cho vay ông Trần Quý Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc bên vay là các cá nhân, doanh nghiệp phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần để che giấu việc cho vay bằng hợp đồng giả cách. Giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần thực tế. Khi bên vay cầm tiền đến trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, bị cáo thanh nại nhiều lý do như vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc để không trả lại tài sản. Bằng cách thức trên, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, các bị cáo đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, bà Đặng Thị Kim anh, ông Nguyễn Văn Trung, ông Lâm Sơn Hoàng và ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng. Tài sản các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại gồm hai dự án Minh Thành nhân thành của bà Kim Anh, 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và hai thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông. Tại phiên tòa hôm nay, bà đặng thị Kim Anh có đơn xin vắng mặt, nhưng có đơn đề nghị gửi đến hội đồng xét xử, yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả một lần, đầy đủ 100% cổ phần công ty Minh Thành, toàn bộ dự án khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho công ty Kim Anh Đồng Nai trả toàn bộ dự án khu dân cư Nhân Thành, tỉnh Đồng Nai cho công ty Thuận Lợi và toàn bộ thiệt hại do mất cơ hội phát triển kinh doanh tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử. Tổng số tiền bà Kim Anh yêu cầu ông Thanh bồi thường là hơn 531 tỷ đồng.